Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày hôm nay, cả nước ghi nhận thêm 54 ca mắc Covid-19, trong đó có 1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Nai và 53 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hải Dương tiếp tục là tỉnh ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 nhất với 48 ca. Như vậy tính đến 18 giờ ngày 29 tháng 1, Việt Nam có tổng cộng 839 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay 709 ca. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong ngày hôm nay có 18 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Bộ Y tế đề nghị người dân đã làm việc tại công ty Poyun Lô B21, khu công nghiệp Cộng Hòa, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, Hải Dương trong tháng 1 năm 2021. Người dân đã từng đi các chuyến bay tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn Quảng Ninh từ ngày 15 tháng 1 năm 2021 đến nay khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095 hoặc số đường dây nóng y tế địa phương để được hỗ trợ tư vấn làm xét nghiệm Covid-19. Tại Ninh Bình theo thông tin từ Sở Y tế, tính từ 16 giờ ngày 28 tháng 1 đến 16 giờ ngày hôm nay, trên địa bàn tỉnh không có ca mắc mới. Toàn tỉnh hiện đang quản lý giám sát 189 trường hợp cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú, cơ sở cách ly tập trung và cơ sở y tế. Các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan tới Hải Dương, Quảng Ninh đều được quản lý giám sát, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời.